Xin chào các bạn học sinh. Hôm nay mình sang dẫn các bạn viết 2 đến 3 câu chia sẻ về những điều em thích nhất của mùa thu. Nội dung như sau. Bài 1. Mỗi khi mùa thu đến, em thích nhất là được ngắm nhìn những bông hoa cúc vàng tươi, thưởng thức những trái ổi thơm ngon. Mùa thu đến, em vui vẻ đi rước đèn trung thu cùng các bạn trong xóm. Càng vui hơn khi em được gặp lại thầy cô, bạn bè sau những tháng ngày nghỉ hè. Bài 2. Mỗi khi mùa thu đến, em thích nhất là màu xanh của bầu trời, màu vàng của hoa cúc. Ngoài ra, em còn mong đợi Tết Trung Thu đến để được phá cỗ, rước đèn ông sao. Vui hơn nữa, mùa thu là mùa tựu trường. Khi đó em được gặp lại thầy cô và bạn bè yêu quý. Ở trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn viết 2 đến 3 câu chia sẻ về những điều em thích nhất của mùa thu. Chúc các bạn học tốt.